Này Sukuna, tôi nghe nói ông mạnh lắm phải không? Tất nhiên, đường đường là vua ngu lờ, à ý lộn, vua nguyên hồn. Sức mạnh của ta là duy ngã độc tôn, mạnh nhất thế giới. Này, có thấy cái bánh 1/2 này không? Là tao làm đấy. Thế tại sao ông mạnh như vậy lại vẫn thua một cái thằng chỉ biết hắc thiểm trái, hắc thiểm phải là như thế nào? Mẹ cày thế nhờ. Hello, xin chào tất cả các anh em Weibo đã quay trở lại với đế chế của Hai Cá TV. Và lại là mình, Weibo chúa của các bạn đây. Ngày hôm nay thì mình đã được quay trở về với bản chất của chính mình rồi các bạn. Hay người ta còn gọi là thả hổ về rừng đấy. Thì mình đang có mặt trong một con game anime, nhưng nó không thuộc thể loại thủ thành hay là cày cuốc vất vả, mà nó là thuộc thể loại chế tạo nhà máy. Và nhà máy mà mình đang sở hữu ngày hôm nay đó chính là nhà máy chế tạo Sukuna. Hiện tại do là mình đã đặt trước mấy cái máy chế tạo tiền rồi, nên là tiền của mình nó dư ra khá là nhiều luôn. Thế nên là mình bắt đầu xây cầu thang lên tầng 2 này. Phải xây như thế này trước các bạn ạ. Nó gọi là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà. Xung quanh đây không chỉ có những thằng trộm cướp đâu nha, mà còn có những cái thằng nó gọi là bạo động, kiểu chúng nó bị động kinh ấy, cứ hay vào nhà người ta để mà phá hoại không à, mặc dù chưa xin phép chủ nhân nữa. Nhiệm vụ của mình trong cái công ty này thì cũng đơn giản thôi, đó chính là cố gắng kiếm thật nhiều tiền và sau đó là nâng cấp nhà máy, cuối cùng là sở hữu tất cả sức mạnh của Sukuna, nguyên hồn mạnh nhất thế giới, hay còn gọi là vua lời nguyền. Liệu rằng mình có thể hoàn thành thử thách và cũng như là phá đảo con game này hay không, các bạn hãy cùng đón xem đến hết video này để biết được kết quả nhé. Nhưng mà khoan, trước khi bước vào nội dung chính, các bạn đừng quên bỏ ra 3 giây ấn like cũng như subscribe video này nhá. Nếu không nhá, là mình sẽ khai mở lãnh địa phục ma ngự chùa tử. Và cũng đừng quên mất rằng ở bên dưới phần ghi bình luận video này luôn có những phần quà hấp dẫn thú vị đang chờ tất cả các bạn khám phá, hãy ghé qua và trải nghiệm nhá. Hiện tại là ở tầng 1, mình cũng đã xây xong hết toàn bộ, từ nào là máy sản xuất tiền này, rồi đến những cái hộp trang bị kỹ năng. Thì đây chúng ta sẽ có 3 kỹ năng cơ bản của Sukuna. Thứ nhất đó chính là Kamutoge, thứ hai là Black Flag, và thứ ba đó chính là Hachi. Thì ba cái skill này mình chỉ biết có đúng một skill thôi các bạn. Đó chính là cái skill thứ nhất của Sukuna này các bạn. Thì đây chính là cái cây kiếm, cái con dao găm của Sukuna đang cầm ấy. Thì con dao găm này ở trên anime hay là trong manga nó cũng chưa có thể hiện rõ xem là nó có những cái skill gì. Nhưng mà ở đây thì nó thể hiện cực kỳ rõ luôn nha. Đó chính là nó chém ra xong rồi phóng ra một cái luồng sức mạnh trông ngầu lắm các bạn ạ. Nhìn này, phát thứ ba là auto phóng ra một quả cầu lửa nha. Đó, cầu này cũng không hẳn là cầu lửa nữa, mà là kiểu cầu sức mạnh ấy các bạn. Game này nó chu đáo và tinh tế đến mức ấy, nó kiểu như là sợ mình chơi một mình chán quá, nên là nó trang bị sẵn mấy cái thằng enemy kiểu như là đắc ninja này, đắc đắc bù bù lờ mao ninja này, để mà mình test down luôn nha các bạn. Đó, một cú chém của mình là đâu đó khoảng tầm 33 máu. Và sau khi tiêu diệt một mục tiêu, nó còn cho mình rớt ra cả tiền nữa cơ. Bú liếm, bú liếm. Con dao này nhìn thế thôi chứ là một skill tầm xa các bạn ạ. Ví dụ cái thằng cha kia đúng không, mày, mày chạy đâu, mày chạy đâu, mình đứng đây mà mình ném trúng đầu nó luôn này. Có điều là nó chạy vào nhà bố rồi. Chiêu thứ hai, Black Flag, thì cái chiêu này nó chính là hắc thiểm với các bạn, nhưng mà nó không phải là hắc thiểm bình thường đâu, bởi vì chúng ta có thể gọi là chơi liên hoàn hắc thiểm. Nó giống như là Gomu Gomu no Gatlingan, nhưng mà thay vì là Gatlingan cao su, nó là Gatlingan hắc thiểm luôn các bạn. Đó, đấm đã cực kỳ luôn. Và chiêu thứ ba thì nó là một cái chiêu cắt, dạng cắt. Và chiêu này thì mình đánh xa thôi rồi luôn, mình có thể chọn vùng như thế này. Đó, mình đứng từ đây mình chọn đây đúng không, một chém. Đó, có điều thằng da này thì nó kiểu áp cao nên là mình không chém được đâu nhỉ. Black Ninja đây, một chém này, một chém đó, mất 21 máu, thấy chưa? Ok, nhưng mà cái mà đa dụng nhất thì vẫn là cái con dao này được các bạn. Kamutoke, nãy mình vừa nghe cút thằng nào nó bay qua nó nổ ấy nhỉ. Thôi chạy vào nhà các bạn ơi. Thời nay chiến tranh loạn lạc, không thể nào mà ngờ trước được. Rồi bây giờ sau khi mà đã có rất là nhiều tiền rồi, mình sẽ tiếp tục lên tầng 2 để mà gọi là trang bị thêm kỹ năng nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ mua thêm một cái máy gọi là tạo tiền này. Tiếp tục là mua hết tất cả máy tạo tiền. Ở đây tiền luôn là thứ quan trọng nhất. Có điều là tiếp theo là nó đến tận bao nhiêu đây? Ui, một cái máy thả tiếp theo đến tận 110k cơ. Trong khi mình mới kiếm được có một nửa, giá đắt cắt cổ thế nhờ. Hay mình sẽ mua một con pet đi, hãy có bạn đồng hành cho nó vui. Xem pet nó là gì nào. Pet được tăng máu nha các bạn. Pet này nó chính là một con Sukuna nhưng mà phiên bản Megumi. Phiên bản này là phiên bản hợp thể giữa Sukuna với lại Megumi nha các bạn. Trông cũng được đấy, trông cũng cute, nhưng mà cái mặt Sukuna này thì không cute lắm. Mặt thằng Sukuna nó hơi bị hãm lờ đấy các bạn. Kiểu phản diện mà, mình thì không thích phản diện đâu. Sau khi mà có xong pet thì mình sẽ tiếp tục trang bị tường rào các thứ để mà bảo vệ căn nhà của mình nha. Không là mấy cái thằng kia thấy mình đang yêu ấy, nó vào nó tung đít mình nha các bạn. Rồi, tiền cũng nhiều rồi, bây giờ mình xuống lúc ít tiền để xem được bao nhiêu nào. Được có 26k rồi à. Cũng gọi là tạm tạm. Mất công đi lên đi xuống tí thôi. Nhưng mà ở trong đây, ủa nó không cho mình cái skill gì nó chạy nhanh hơn là ta, cho lướt lướt thôi à. Xem nào, Ability Bat 2 nó sẽ có những cái skill gì nào. Skill đầu tiên, Kai à. Kai là skill gì? Skill này thì cũng là một skill kiểu ném bắn tầm xa luôn các bạn. Ném bom à. Ác 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 ác
ác đấy. Nhưng mà chiêu Kamutoge này thì vẫn là đa dụng nhất các bạn, bởi vì nó có thể đánh gần này, rồi chiêu thứ ba phát là nó auto đánh xa này. Đó, nó đa dụng hơn. Chứ còn Kai này tuy là cũng nhanh đấy, hồi chiêu cũng nhanh đấy, nhưng mà hồi chiêu không nhanh lắm, 6 giây thì bố nào mà dùng nổi. Bây giờ đang còn dư tiền, đang còn dư 60k lận thì mình sẽ mua thử avatar xem nó là gì nào. Avatar biến thành Sukuna không? Adu. Cũng gọi là Sukuna đồ, các thứ đồ, cơ bắp các thứ đồ. Ôi Sukuna này nó hợp với lại cái form dáng của mình thế nhở. Nhìn cơ bắp thực sự luôn ạ. Có điều là mình vẫn chỉ có hai tay thôi. Kể mà lên 4 tay ngon lành luôn. Ui, và từ 140 máu giờ mình lên 320 máu rồi này. Ngon. Thì ra đây là tác dụng của việc có avatar nha các bạn. Sao thằng kia? À, bót dầu trắng các bạn ơi. Bú tí dầu trắng nè. Mình đứng tầm xa mình bắn cũng được á. Không ngờ là cái game này nó lại còn cho cái cơ chế hay ho thế này luôn á. Bú các bạn, bú. Ôi chết. Bú. Black. Mày. Haji. Mày. Kai. Kamutoge. Mày dầu trắng. Mày là dầu trắng. Khó nhằn đấy các bạn ạ. Ủa mấy thằng kia, ra phụ tao một tay xem nào mấy thằng kia. Black Flash. Kamutoge. Mày. Mấy thằng kia ra phụ tao tay xem nào. Sao cả làng cả nước có mình đánh vậy? Ảo ma vậy? Mình về trang bị thêm tí kỹ năng đi, rồi ra đánh nhau tiếp các bạn. Chứ dầu trắng này tuy là ống không mạnh nhưng mà ống trâu quá các bạn ơi. Đấy ơi, World Cutting đây ơi. Khai mở lãnh địa chứ còn gì nữa. Đâu nào. World Cutting. Ấy. Đâu? Ủa World Cutting đâu? Hồi chiêu hơi lâu à? Đó, nói chung là nó cũng tạo ra một vụ nổ siêu to khổng lồ nha các bạn. Ok, rồi cái này kết hợp với Kamutoge đi. Hết bài, hết nước chấm. Đánh liên hoàn cước các thứ như thế này. Haji, Kai. Ui, tiền, rớt tiền, lụm. Tiền là mình không thể nào mà bỏ qua được các bạn ạ. Cái World Cutting này nó sao ta? Nó kiểu là một nhát cắt bình thường đấy. Chứ nó không kiểu khai mở, nó không phải là khai mở lãnh địa các bạn ạ. Vẫn chưa phải. Ok nha. Nó chỉ như thế này thôi. Chịu hồi một cái quả cầu xong chém xuống thôi. Nhưng mà đây cũng có vẻ như là cái chiêu tối thượng ấy các bạn. Đừng đùa ninja rùa. Ấy mà sao mình yếu máu như vậy? Hồi máu nhanh xem nào. Hồi máu đấy ơi. Tiền bú lim. Tiền không. Bú. Ôi nó cho mình tiền không hả trời. Lên được 100k không? 80, 84. Rồi không lên được 100k rồi. Chỉ được có nhiêu đây thôi à. Hơi ít tiền nhỉ. Ngoài đây có mấy cái dương xem thử ra nhặt xem có được cái gì không nào. Cũng có tiền luôn. Ngon. Vậy là bây giờ là khi về nhà là mình đã đủ tiền để mà nâng cấp cái máy tạo tiền tiếp theo rồi đấy. Đó, 203 đô luôn mà. Tạo tiền. Tiền là trên hết. Ui, mẹ thiếu 100k nữa kìa. Còn gì để mua được nữa không ta? Hết luôn rồi. Còn cái này. Cái này là gì ta? Tăng máu à? Cái này là máy hồi máu nha các bạn. Có điều là sao Sukuna mà nó lại cho cái màu hường như này ta? Ủa là như thế nào trời? Không cho cái màu nào khác nó nam tính hơn được à ta? Sukuna thì kiểu cho màu đen hắc ám chẳng hạn. Hay màu đỏ mạnh mẽ đi. Cho cái màu hường là khỏe đấy. Mặc dù là có tóc màu hường đấy, nhưng mà nhà phát hành game như thế là không được. Như thế gọi là kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc cái biết không? Đấy rồi, máy tạo tiền đây rồi. Cái thứ ba, cái này cho mình 3.000 đô một giây. Cũng gọi là nhiều đấy. Giờ thì mình sẽ cố gắng tích tiền để mua chắc là tầm 2 cái skill cuối cùng của cái tầng 2 này, xem nó có mạnh mẽ và khủng khiếp không. Bú lim nào. Tiếp theo chúng ta có một skill tên là Fuga. Fuga là skill gì ta? Skill mũi tên lửa à? Gọi là rực rỡ đấy. Giá test đam các bạn ơi. Nhưng mà thời gian hồi chiêu nó lâu thế nhở. Fuga. Mẹ skill rõ hoành tráng. Hoành tráng thực sự nữa mà đam trả bao nhiêu cả. World Cutting. Không ăn thua lắm. Black Flash. Kamutoge. Mày. Rồi đi rồi, bay màu rồi. Tiếp tục nào, skill cuối cùng nào, ability thứ 7 nào. Đây rồi, Marvel Moonshine đây rồi các bạn, khai mở lãnh địa đây rồi. Chính là skill mà mình đang tìm kiếm đây. Đây sẽ là skill thứ 7. Đứng vào giữa xong rồi khai mở lãnh địa xem như thế nào nào. Khai mở lãnh địa. Phục ma ngự chùa tử. Đình. Chùa thiết kế quá đẹp, quá dữ luôn các bạn ơi. Cắt kìa. Ngon. Nhưng mà sao mấy con quái chưa con nào mất nửa cây máu vậy? Skill mất công skill cuối mà phế chứ vậy. Có điều là mẹ ulti mà chiêu cuối mà sao hồi chiêu nhanh dữ vậy. Nè, lại hồi chiêu tiếp này. Phục ma ngôi chùa tử tiếp này. Ngôi đền hết nước chấm rồi các bạn. Tuy là nó không, nó vẫn chưa sát 100% nguyên tác, nhưng mà như thế này vẫn là ok nha các bạn ơi. Nhìn đẹp thực sự ạ. Chiêu hồi ra tầm 2 lần cái mình thao hồ lượng tiền luôn mà. Ngon. Ở đâu rồi, có thằng nào để mình thí nghiệm đi không? Ngoài đây có cái thằng nào này. Đang xây nhà đấy. Xây nhà chưa xây cửa này. Mày nha con, mày chết mẹ con.
Mày chết mày ra con. Phục ma ngự chúa tử. Hoảng không? Hoảng không? Hoảng chưa ban? Hoảng không? Hoảng ơi. Hoảng. Gozo. Gozo mày. Mày Gozo thì mày mày lại càng hoảng với tao. Mày mày lại càng hoảng với tao. Mày mày. Ai da ai da ai da. Bay màu rồi các bạn ơi đấy. Phục ma ngự chúa tử. Tội nghiệp thằng bé. Thôi để cho nó có thời gian phát triển sức mạnh các bạn ạ. Sau nó mạnh sau mình đập nó vẫn chưa muộn mà. Khổ thân thế chứ lại. Ui bú lím 300k luôn này. Nào bây giờ mình sẽ tiếp tục nâng cấp lên tầng 3 xem nào. Mình tầng 3 rồi mà nó còn chưa được tầng 1 nữa. Khổ thân thế. Này mang tiếng bắt nạt trẻ con quá các bạn ạ. Ơ nhưng mà Sukuna vẫn là bắt nạt trẻ con mà. Rồi bây giờ trước hết thì mình vẫn sẽ mua một cái máy tạo tiền trước đã. Ui Super Robber 700k liền. Đắt thế. Cái này là cái gì đây? Ồ HP Poison à. Thuốc. Ủa nhưng mà trên đây nó không xây cho mình cái để nhận tiền là ta. Mấy em lại mất công chạy xuống tầng 1 lại lâu thấy bà cố nội luôn. Đâu nào, HP Poison là cái gì nào? Nó là cái gì ta? À thuốc uống hồi máu. À ok hiểu. Rồi cái này thì không có cần cho lắm các bạn ạ. Bởi vì đây là kiểu mấy cái thuốc kiểu bổ trợ thế. Thì đây là thuốc hồi máu rồi, đây tiếp theo là thuốc tăng tốc độ chạy chứ còn gì nữa. Giờ mình phải làm sao tích đủ tiền để mà mua thêm cái máy Super Robber này 700k đấy mới hợp lý này. Boss xuất hiện tiếp rồi các bạn ơi. Con này là mình phải lấy để mà bú này các bạn. Black Goku nha. Black Goku chơi kìa. Mày đã cầm thêm lưỡi hái rồi, còn mày còn gồng aura là như thế nào? Chơi kìa. Kìa thì chết nó gồng hai phát cái mình hoảng luôn kìa. Ảo thật. Nào 500 anh em đâu ra đánh thằng Goku Black này đấy. À mình đứng ngoài này mình spam cũng được. Mình tưởng là phải vào trong vòng này cơ. Nhưng mà nó vẫn mạnh phết các bạn ạ. Nó khác bọt hẳn so với con dâu trắng lúc nãy luôn. Con dâu trắng lúc nãy mình chấp 10 con mình vẫn đánh bại được, nhưng mà con này là một đẳng cấp khác luôn. Ôi nó gồng ao ra cái. Ôi chết. Cứu. Cũng được gọi là tạm mấy các bạn. Cứ đánh dần đi. Châu đánh lâu nó cũng chết. Ôi con Black Goku này skill nó ảo quá các bạn à. Nó đánh kiểu đánh diện rộng ấy mà đam lại to nữa cơ. Này, mình đứng từ đây nó cũng hoảng nữa cơ. Ban nãy là có thằng gì ta Luffy Year 5 mà nó đánh còn không lại nữa cơ mà. Cái aura này mình lại gần là mình hoảng này. Nhưng mà mày có cái này không? Khai mở lãnh địa không? Ôi hình như khai mở lãnh địa mình không tới nơi. Vẫn tới. Vẫn ngon. Phải thích đứng đây spam thôi. Ôi giời. Cả Naruto lục đạo cũng ra đánh nhau luôn kìa. Chín thế nhờ. Đúng rồi. Đập nó ơi các anh trai ơi. Đập nó ơi các anh trai thầy say hai ơi. Nào nhanh nào. Ôi chết mày. Đang đúng lúc sắp hạ nó rồi. Đây bu ngậy tuyệt đối. Mấy cháu đứng xa mình bú hết. Ngậy tuyệt đối. Mà giờ nhiêu đấy tiền chứ mình chỉ là cướp giật của chúng nó cho vui đi chứ. Mình cũng không quan tâm lắm, bởi vì là sau khi mà có cái máy Super Drop kia thì mình kiếm cả triệu bạc một lúc đây này. Gì nhiêu đấy đã ăn thua gì? Nhiều đấy đã ăn thua gì? Giờ tao chính là cái thằng gọi là giàu nhất ở đây luôn. Đâu mua gì đâu, mua tường trước này. Mua thêm tường nữa này. Mua thêm sàn nhà nữa này. Ok, vậy là đã mắc tuyệt đối rồi các bạn. Còn cái gì đây? Special gun à? Đâu, cái là cái gì đây? Chơi tí thuốc tốc độ vào này. Rồi là thuốc tốc độ dữ chưa trời? Chưa thấy tốc độ lắm. Và đây chính là cái cuối cùng mà mình có thể mở khóa này. Nuclear. Chả biết cái này là cái gì cả. Ái da, tàu vũ trụ à? Bay thử xem nào. Đâu bay đâu đây? Bay đâu đây? À! Ôi! Thả bom cho hoảng hết luôn á. Đại khai sát giới luôn.